Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 61 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, nữ tử Tu La tộc kinh ngạc nhìn theo hướng Huống Thiên Minh rời đi, sắc mặt ảm đạm hồi lâu mới thu lại mối tình u uất, xoay người nhắm hướng đông bước tới. Trong chốc lát, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện tại vị trí nàng vừa mới đứng, đảo ánh mắt dò xét chung quanh một vòng, trầm tư suy nghĩ cảnh chia ly, nhìn về hướng đông hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng. Thế nào, từng nhớ cô gái kia sao? Có phải đã yêu nàng rồi không? Hồng Quân đang chìm đắm trong tu luyện chợt tỉnh lại, nhìn bộ dáng Huống Thiên Minh vẻ mặt buồn bực, hắc hắc cười. Không có, chỉ là vừa tới Tu La giới là gặp phải loại chuyện này, trong lòng không tránh khỏi có chút không thoải mái mà thôi. Huống Thiên Minh nét mặt bình thản, trong ánh mắt vẫn mang theo vẻ u buồn. Ánh mắt xuyên qua thân thể Hồng Quân, nhìn về phương xa kia, nơi tòa thành tản phát ra mùi máu tanh, rồi nói: Nếu như nói hình dáng của Tu La giới đúng là như vậy, ta nghĩ phụ thân ở trong cõi tăm tối nhất định rất là khổ sở. Hồng Quân thở dài, đi tới bên cạnh Huống Thiên Minh, thân thiết vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: Thiên đạo tuần hoàn, có thiện tất có ác, có nhân ắt có quả. Có lẽ cái tòa thành này chỉ là một cái sát phạt chi thành duy nhất trong Tu La giới, tội ác chi thành à? Huống Thiên Minh khổ sở gật gật đầu, trên mặt phủ lớp mây mù chưa tan, chỉ miễn cưỡng vừa cười vừa nói: Công lực của ngươi hoàn toàn hồi phục rồi ư? Vậy cũng có phần quá khoa trương rồi đấy. Nghĩ đến Hồng Quân tiêu hao nhiều nguyên khí như thế, thân thể suy sụp như thế, lại mau chóng khôi phục nguyên khí như vậy, điều này quả thực đúng là chuyện hoang đường. Hồng Quân lắc đầu nói: À, chỉ là khôi phục chút khí lực dùng để chạy trốn mà thôi. Muốn hoàn toàn khôi phục không có nửa năm thời gian, căn bản không cách nào làm được. Chúng ta còn phải đi tìm phụ thân, làm sao có thể mất thời gian ở chỗ này chỉ hoãn nửa năm. Huống Thiên Minh nghĩ đến nhiệm vụ của hai người chuyến này, không khỏi bất đắc dĩ gật đầu nói: Chúng ta ở đây nên hành động như thế nào đây? Trước tiên tới cái thành kia dò la tình hình, nhìn dáng vẻ kia trong thành tất nhiên rất là hỗn loạn, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này tìm hiểu cho rõ ràng tình huống của Tu La giới ngày nay. Hồng Quân vừa nói, hai mắt đột nhiên bùng phát ra quang mang rực sáng, quay lại nhìn bên bờ Tử Hải, lạnh lùng quát: Là ai lẽ lẽ lút lút trốn ở đó? Nếu không ra, đừng trách ta xuống tay vô tình. Vừa nói, trong tay quang mang chợt lóe, vừa muốn phóng kình khí đánh ra, Huống Thiên Minh quay đầu lại, chợt nhíu mày, đưa tay ngăn cản Hồng Quân chuẩn bị phát kình khí ra, lạnh lùng nhìn nữ tử xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người quát: Ngươi còn quay lại làm gì? Chỉ thấy nàng ta cằm nhỏ, tướng mạo vô cùng xinh đẹp, khiến cho người ta nhìn thấy liền sinh lòng yêu mến. Đôi cánh vẫn hồng sắc sau lưng nàng lại không biểu hiện phản cảm chút nào. Giờ phút này nghe lời nói lạnh lùng của Huống Thiên Minh, không khỏi lộ ra vẻ bi thương trên nét mặt. Ta là tới cảm ơn ngươi. Huống Thiên Minh trong lòng hơi có chút cảm giác khác lạ, nhưng đang ở trước mặt Hồng Quân tự nhiên sẽ không có hiển lộ ra. Thấy nữ tử lộ dáng vẻ đáng thương, hắn lạnh lùng nói: Bây giờ tạ ơn xong rồi, ngươi cũng nên rời khỏi nơi này đi. Nữ tử sắc mặt buồn bã, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ của Huống Thiên Minh, thở dài lắc đầu nói: Đúng vậy, ta nên rời đi, hết sức cảm ơn ngươi đã cứu ta, hẹn gặp lại. Dứt lời, thân ảnh chợt lóe liền muốn rời khỏi nơi này. Hồng Quân đột nhiên ra tay, một đạo vầng sáng bao trùm nữ tử lại, kéo cô nàng đang bàng hoàng kinh ngạc đến trước mặt hai người, cười hì hì nói: Ta còn chưa đồng ý cho ngươi rời đi, ngươi đã muốn đi sao? Nữ tử thấy Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh đứng chung một chỗ, trong lòng tất nhiên có thể nhìn ra được quan hệ của hai người không tầm thường. Thấy Hồng Quân vừa cười vừa quay lưng về Huống Thiên Minh nháy nháy mắt, trong lòng biết hắn có ý định giúp mình, nét mặt lập tức giãn ra cười nói: Ta cũng cảm ơn ngươi, nếu không có việc gì ta đây có thể rời đi chứ. Huống Thiên Minh thấy Hồng Quân ra tay ngăn cản nữ tử lại, trong lòng không khỏi cực kỳ buồn bực, chỉ là dù sao chuyến này hết thảy đều phải nghe theo sự an bài của hắn, vì thế cũng không có nhiều lời gạn hỏi, chỉ thản nhiên lướt nhìn nữ tử một cái. Rời đi ư? Chẳng lẽ ngươi không muốn đồng hành cùng chúng ta một đoạn đường sao? Hình như phía sau có Tu La nhân đang đuổi giết ngươi thì phải. Hồng Quân ra vẻ kinh ngạc la lớn: Cái tên Tu La nhân kia tu vi rất cao, đuổi theo ngươi, ngươi nhất định không cách nào chạy thoát. Nữ tử cắn môi, nhìn thấy thần sắc Huống Thiên Minh lạnh lùng, trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói:
ta ở đây cũng chỉ gây thêm phiền toái cho các ngươi, sớm muộn gì cũng phải chết, thoải mái mà chết cũng tốt. Vừa nói, trong khóe mắt xinh đẹp ứa nước mắt ra, ngơ ngẩn nhìn Huống Thiên Minh, hiển nhiên là chờ thái độ biểu hiện của hắn. Hồng Quân lúc này nhìn thấy sao còn không hiểu ý tứ của nữ tử, nhẹ huých Huống Thiên Minh một cái, cười nói: thật nhìn không ra, tên tiểu tử ngươi sức quyến rũ cũng không nhỏ. Cô gái này tâm địa không tệ, chúng ta hãy để nàng cùng đi theo, thuận tiện còn có thể thông qua nàng hiểu rõ một chút hiện trạng của tu la giới. Huống Thiên Minh gặp phải Hồng Quân nói ra như vậy, trong lòng tất nhiên không biết làm sao, lạnh lùng nhìn nữ tử một hồi mới lên tiếng nói: ngươi theo chúng ta đi. Nói xong cũng không để ý tới Hồng Quân, xoay người hướng tòa thành trì kia bước tới. Hồng Quân cười cười cũng không để ý, ngược lại đi tới bên cạnh nữ tử, nhẹ giọng nói: đưa tay phải của ngươi đây. Nữ tử không rõ ý của hắn, nhưng thấy hắn vừa mới nói giúp mình cũng không có ác ý, do dự một chút liền đỏ mặt đưa cánh tay phải ra. Hồng Quân nghiêm sắc mặt, ngay lập tức quang mang phóng ra, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt thông qua cánh tay nữ tử tiến vào trong cơ thể của nàng. A! Nữ tử kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất như đang ngâm mình trong dòng nước trong lành, thật thanh thản thoải mái. Bởi vì bị thương mà ngực vốn hơi bị ngột ngạt khó chịu và đan điền lập tức có chuyển biến hết sức tốt đẹp, không nhịn được kinh ngạc liếc nhìn Hồng Quân hỏi: đây là cái lực lượng gì vậy, thật là thoải mái. Sau khi Hồng Quân truyền đạo lực lượng kia vào cho nữ tử, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nhắm mắt vận hành công quyết trong chốc lát mới khôi phục lại bình thường, thản nhiên cười nói: à, không có gì, chỉ là thấy ngươi bị thương không nhẹ, để không ảnh hưởng đến chúng ta đang gấp rút lên đường, không thể làm gì khác hơn là hao phí chút nguyên khí chữa thương cho ngươi. Nữ tử cảm kích nhìn Hồng Quân, lúc này Huống Thiên Minh đã ngừng lại ở phía trước, nhìn hai người lạnh lùng nói: tiểu quân, chúng ta phải nhanh lên, hướng tây hình như có rất nhiều người rất hùng mạnh đang tiến về phía chúng ta. Hồng Quân hít sâu một hơi, hai mắt giống như thủy tinh trong suốt, trong nháy mắt tản mát ra quang mang năm màu, nhìn hướng tây một hồi lâu mới cười nói: là hai người lực lượng cường đại, trong đó một người ta bây giờ đúng là vô pháp đối phó, cho dù ta và ngươi hai người liên thủ chỉ sợ cũng không thể đối phó với hắn đâu. Huống Thiên Minh cả kinh, trên mặt lộ ra thần sắc cẩn thận căng thẳng nói: vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Hồng Quân lướt nhìn nữ tử, nhẹ giọng nói: vừa mới giao tiếp, ta đã thông qua thiên địa truyền thiện ý đến hai người bọn họ, còn như bọn họ thế nào không phải chúng ta có thể biết được, binh tới thì tướng đỡ, nước đến thì dùng đất ngăn chặn. Huống Thiên Minh gật gật đầu vỗ trán cười nói: là ta thất thố rồi, huống chi còn có Tần Bá Phụ ở chỗ này, một khi tìm được ông, sợ rằng trong hai giới kia cũng không có người nào có thể kham nổi cùng ông chiến đấu một trận. Hồng Quân gật gật đầu liền nói: đúng rồi, tên của ngươi gọi là gì, đến bây giờ còn chưa biết tên của ngươi. Cũng trong lúc ấy, Tần Vũ khoanh chân ngồi trong mặt thất, từng đạo hỗn độn nguyên khí từ từ chuyển động quanh người hắn, toàn thân giống như một hang động đen sâu thẳm, đem hỗn độn nguyên khí từ bốn phương tám hướng chuyển đến, hòa thành lực lượng hỗn độn tinh thần, dọc theo kinh mạch rộng lớn dốc vào trong đan điền, cuối cùng được hắc động trong đan điền thu hút lấy. Hắc động đó dường như không đáy, bất luận Tần Vũ hấp thụ vào bao nhiêu hỗn độn nguyên khí, toàn bộ đều bị nó thôn phệ vào trong, khiến cho đan điền Tần Vũ một tia lực lượng cũng bảo tồn không được. Tần Vũ có chút buồn bực nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: cái dòng xoáy kia trong đan điền lẽ nào đúng là dòng xoáy của lục đạo luân hồi sao? Làm sao tiêu hao nguyên khí như thế đây? Trong lòng do sự buồn bực, tinh thần quyết lại vẫn không ngừng vận hành. Bốn phía hỗn độn nguyên khí trong thiên địa điên cuồng dũng mãnh nhập vào trong cơ thể, khiến cho mấy kinh mạch lớn rộng của hắn cũng có hơi bị căng phồng đau nhức. Bỗng dưng trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, tựa hồ như đã nhận ra cái gì đó, hai mắt chợt bừng mở nhìn về hướng tu la giới, dường như thấy được điều gì. Trầm mặc một lát, tinh thần quyết trong cơ thể đã tự động vận hành chậm chậm lại, không mảy may ảnh hưởng đến luồng suy tư của hắn. Tần Vũ trên mặt phủ lên dáng tươi cười lẩm bẩm: chẳng lẽ là Sưng Nhi tới, bằng không ta sao lại cảm giác cổ quá như thế này. Lắc lắc đầu, hắn thở dài đứng dậy, đẩy cánh cửa đá mật thất ra. Mục Thiên đang chờ trước cửa: đại nhân, chúng ta đã tìm kiếm rất lâu, toàn bộ dân chúng trong Tử Dực Thành hầu như đều dò xét một lần, nhưng vẫn không có chút kết quả nào, tiếp đến nên làm gì đây? Mục Thiên nhăn mặt, nghĩ đến rất nhiều năm qua ba người âm thầm tra xét, lục soát đảo lộn toàn bộ cả Tử Dực Thành, nhưng vẫn không thu được điều gì, thực khiến cho ba người nhụt lòng nản chí.
Tần Vũ lại không giống hai người, trên mặt chứa đầy vẻ bất đắc dĩ, mà trên gương mặt anh Tuấn bình thản, lộ ra một tia cổ vũ tươi cười, khẽ nói: "Tiếp theo, đương nhiên là rời khỏi đây. Quá trình tìm người cũng là lần rèn luyện cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể giữ được tâm trạng ổn định, tâm tình cũng sẽ có điều nâng cao. Thông báo cho Tình Nhi thu xếp vật dụng, chúng ta rời khỏi nơi này thôi." Mục Thiên mặt toát ra vẻ vui sướng, có thể ly khai nơi này là mong ước lớn nhất của hắn. Từ lúc theo Tần Vũ đến đây tìm kiếm người, vẫn không dám gặp mặt đám quen biết ở Trường Lão Đường, chỉ lo sẽ có điều bất tiện. Thêm nữa, cánh phải hắn bị phá hỏng, thực sự không cần mặt mũi cùng cố nhân gặp lại. Vì thế tại trong Tử Dực Thành, hắn rất thấp giọng lẩn tránh, không dám ngẩng cao đầu hiên ngang đi lại. Tần Vũ vừa dứt lời, Mục Thiên đã không còn nhìn thấy tung tích, đã rời đi tìm Tình Nhi. Thấy dáng dấp của Mục Thiên vội vàng như vậy, Tần Vũ không khỏi bật cười. Nghĩ đến hắn cùng mình tìm kiếm đám người Tư Nhi lại không có đầu mối nào, nhất định đã có chút phiền muộn khó chịu. Hôm nay có thể rời đi, tâm tình của hắn tất nhiên cũng tốt hơn. Khi nhìn thấy dáng dấp Tình Nhi cũng là vẻ mặt hết sức ngạc nhiên mừng rỡ, Tần Vũ cười hăng hắc, trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp, nhẹ giọng nhìn hai người nói: "Chúng ta lập tức rời đi thôi, trước tiên đi Thủy Dực Thành, Cam Vân ở đó phòng chừng cũng chờ đợi sốt ruột rồi." Hai người vội không ngừng gật đầu đáp ứng, hận không thể lập tức bay đi. Tần Vũ lắc đầu mỉm cười, thân ảnh chợt lóe, tức khắc bay khỏi sân nhà. Hai người lập tức cùng nhìn nhau cười, thở phào theo sau hắn rời khỏi nơi này. Ba người ở căn nhà đó chính là đám người Tần Vũ lần đầu đi tới Tử Dực Thành. Trịnh Chiết vì bọn họ phân phối nhà ở, từ khi bọn họ rời đi, căn nhà cũng không có người ở, luôn để trống chờ đến khi Tần Vũ trở về mới có hơi người. Mà Tử Dực Thiên Vương không có tâm tư để ý tới nơi này. Hơn nữa, Tần Vũ lần này trở về cũng không có ác ý. Đế quân cũng đã hạ đạt mệnh lệnh vì bọn họ hỗ trợ, còn không kịp, tự mình cũng sẽ không tự tìm khổ cho mình. Ngay lúc ba người vừa rời khỏi Tử Dực Thành, Tử Dực Thiên Vương đang dựa trên ghế ở phòng khách, trong tai truyền đến tiếng truyền âm của Tần Vũ: "Tần Mỗ đi đây, ân tình của Thiên Vương chờ ngày sau sẽ báo đáp vậy." Bị thanh âm này làm cho kinh ngạc một chút, Tử Dực Thiên Vương hầu như từ trên ghế nhảy dựng lên, trong lòng thất kinh. Tần Vũ thực lực thật phi phàm, vậy mà vô thanh vô tức truyền âm cho mình. Thần niệm đảo qua, trong thành đã không còn ba bóng dáng bọn hắn. Thần sắc không khỏi phức tạp, nhìn phương Bắc Thảo Nguyên lẩm bẩm: "Tu vi của Tần Vũ tiến bộ đúng là nhanh, thần tốc như vậy, xem ra không bao lâu đế quân liền sẽ không còn tịch mịch nữa rồi." Mà trung tâm Thảo Nguyên, trên đỉnh núi Thiên Đế, thiên giới chí tôn hoàng giả Đế Thích Thiên tóc vàng tung bay, lúc này đang ung dung tựa ở trên ghế. Phía sau hai nữ tử Tu La tộc Diễm Nệ với vẻ oán hờn đang nhẹ đấm lưng cho hắn, nét mặt hắn lộ dáng sảng khoái. "Đế quân, Tần Vũ bọn họ ly khai Tử Dực Thành." Phía dưới, một vị trung niên nam tử cung kính hành lễ lên tiếng. Phía sau hiện lộ sáu đôi cánh, một đám hơi mờ bao phủ chung quanh hắn, khiến cho gương mặt của hắn khi ẩn khi hiện nhìn không rõ lắm. Đế Thích Thiên hờ hững ừ một tiếng, quay nhìn nam tử phía dưới nói: "Thủy Dực trong Thiên Thần Điện lĩnh ngộ được nhiều ít bao nhiêu rồi?" Trung niên nam tử đó cũng là Thủy Dực Thành thành chủ, Thủy Dực Thiên Vương trong thiên giới Bát Đại Thiên Vương. Nghe câu hỏi của Đế Thích Thiên, hơi nước quanh mình hắn thoáng lay động một chút, thanh âm cung kính đáp: "Khải bẩm đế quân, thuộc hạ tư chất đần độn, chỉ là đem kỹ năng nguyên lực thủy tính trong cơ thể một lần nữa tiến hành nâng cao tồn trữ, tu vi hôm nay không có nâng cao, trái lại giảm xuống rất nhiều, quan sát thấy đã đạt được 6 cánh hạ giai." Đế Thích Thiên thỏa mãn gật đầu, kim quang trong đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn Thủy Dực Thiên Vương, khẽ cười nói: "Như vậy rất tốt, ta lại chỉ lo bọn Thiên Vương các ngươi không biết đường tiến thối, cho rằng vào trong Thiên Thần Điện liền phải nhanh chóng nâng cao tu vi lực lượng, không nghĩ tới ngươi thật rất thông minh." Thủy Dực Thiên Vương cung kính cúi đầu cảm kích nói: "Đế quân đại ân." Đế Thích Thiên phất tay cười nói: "Không cần khách sáo như thế, chỉ cần ngươi trở lại cố gắng tu luyện cho tốt, xem ra không bao lâu thì có thể nhìn được điều kỳ diệu của bảy cánh, đến lúc đó ngươi sẽ biết cái thiên này thật sự rộng lớn cao xa biết bao." Nói xong, nét mặt hắn nghiêm nghị chỉ tay lên trời, một mảng trời màu lam kỳ dị chợt xuất hiện trên bầu trời đại điện. Nguyên vốn trên đỉnh chóp đại điện đen nhánh, toàn bộ hóa thành hư huyễn, có thể thấy rõ ràng bầu trời xanh lam cũng từng đám mây trắng trôi bồng bềnh. Thủy Dực Thiên Vương khát khao nhìn lên bầu trời, trong mắt hiện ra ánh nồng cháy, bỗng nhiên quỳ một gối xuống kiên định nói:
Ở trong lòng Thủy Dực, đế quân chính là thiên. Thủy Dực ước nguyện vĩnh viễn đi theo bước chân của đế quân, thề sống thề chết không rời. Đế Thích Thiên thỏa mãn gật gật đầu, khẽ cười nói: ngươi không phải trong lòng đang vô cùng kinh ngạc ta vì sao không để ý tới hành tung của đám người Tần Vũ sao? Thủy Dực hơi sừng sốt, không biết đế quân vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn nghi hoặc gật đầu, buồn bực nói: cửu tinh lên châu đã xuất hiện, dấu hiệu đã chỉ ra đúng chỗ của Tần Vũ. Đế quân hôm nay không nhân dịp hắn chưa mọc lông mọc cánh là lúc hủy diệt hắn, lại còn phải cung cấp hết thảy mọi phương tiện, trong lòng thuộc hạ thực không nghĩ ra. Đế Thích Thiên chợt đứng dậy, hai nữ tử Tu La tộc phía sau phảng phất bị đẩy bật ra, tung bay đến góc bên trái xa xa của đại điện. Chỉ thấy hắn toàn thân tản ra quang mang kim sắc, một cỗ khí tức cực độ trang nghiêm uy mãnh từ chân người hắn phát ra, khiến cho Thủy Dực Thiên Vương cùng với hai nữ tử Tu La tộc kia đều không thể ngẩng đầu lên được. Ta, Đế Thích Thiên, khi từ trong tay tiền nhiệm đế quân tiếp nhận Thiên Nhân bộ tộc, đã từng phát thệ với hắn, dẫn dắt Thiên Nhân bộ tộc hướng tới huy hoàng vĩnh cửu. Đế Thích Thiên chắp tay mà đứng, mái tóc vàng dài không gió mà lay, thoạt nhìn cực kỳ uy nghiêm. Thanh âm hắn truyền rõ ràng vào trong tai ba người, một cỗ khí phách khiến cho người ta có loại cảm giác áp bức. Chỉ là khi ta gặp được Thiên Mông, lần sau đó mơ hồ nhìn thấy con đường đến thiên đạo. Chúng ta đứng đầu cứ gọi là thiên này, đúng là không cho phép Thiên Nhân bộ tộc một mình chiếm lấy toàn bộ không gian. Vì thế khi Thiên Mông thất tung, ta không có dẫn sát người sắp nhập vào Tu La giới, mà là không ngừng phá các ngươi đi cướp đoạt nữ nhân của bọn họ, đi giết sạch hài tử của bọn họ. Đế Thích Thiên lướt nhìn sắc mặt bi phẫn của hai nữ tử, khinh thường nói: ta cũng muốn nhìn thử xem Tu La tộc có bao nhiêu người đủ cho chúng ta chậm rãi tàn sát. Một ngày nào đó sẽ đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, đến lúc đó chỉ để lại nữ nhân của bọn họ, cũng muốn nhìn thử xem cái thiên này có thể làm gì ta. Đế quân của Thiên Nhân tộc nói đến chính là đế hoàng, có khí thế bế nghễ thiên hạ, một cỗ khí tức cường đại thoáng ẩn thoáng hiện, khiến cho Thủy Dực bất giác quỳ hai gối trên mặt đất, ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh, càng không nói đến lúc này ngẩng đầu đối mặt. Đế Thích Thiên ánh mắt uy nghiêm quay đầu hướng về hai nữ tử Tu La tộc trong góc, chỉ thấy hai nữ tử đó trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn vô tung vô tích. Nhìn Thủy Dực Thiên Vương rồi nói: nữ nhân quyền thế, đối với chúng ta những thứ này tưởng muốn truy cầu trong thiên địa tồn tại cường đại nhất, căn bản đúng là hư huyễn. Chúng ta muốn chính là lực lượng, mà Tần Vũ thì sẽ là ma đạo thạch lớn nhất của ta. Tuy rằng cần một đoạn thời gian đợi hắn trưởng thành, thế nhưng ta cũng không chú ý đối với hắn đi đâu làm gì. Truyền lệnh xuống thông báo cho Cửu Thành, mọi người đều không được đối đầu với Tần Vũ có một chút sơ suất thất lễ, bằng không giết không tha. Ngoài đại điện rền vang tiếng đáp ứng, nhiều đạo quang mang lóe sáng, trong nháy mắt không còn hình bóng. Thủy Dực nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trên trán đã dịn đầy mồ hôi, hô hấp hơi dồn dập đứng lên. Có hai người khách có ý tứ sắp đến đây, ta nghĩ trước khi cùng với Tần Vũ quyết đấu, bọn họ hai người sẽ là món đồ chơi tốt nhất của Đế Thích Thiên ta. Theo thanh âm dội xuống, thân ảnh của Đế Thích Thiên dần dần mờ mờ ảo ảo. Khi Thủy Dực Thiên Vương ngẩng đầu nhìn lại thì đã không còn hình bóng hắn. Cung Tống Đế Quân! Thủy Dực Thiên Vương kéo dài giọng, trong lòng thầm kinh hãi, tu vi của đế quân thực sự quá mức kinh khủng, lại có thể khiến cho hắn ngay cả công lực đều không thể đầy tụ. Nghĩ đến nếu như vừa rồi đế quân lệnh cho hắn tự sát, chỉ sợ cũng khó có thể chống cự, trong lòng không khỏi khiếp đảm lo sợ. Âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, Thủy Dực Thiên Vương phát giác sau lưng đã thấm đẫm nước, thân ảnh cũng đột nhiên tiêu thất tại trong đại điện, không còn hình bóng. Cũng trong lúc đó, bên ngoài tử thành, Huống Thiên Minh vẻ mặt nghiêm túc, thân thiết nhìn Hồng Quân, chỉ thấy Hồng Quân chậm rãi mở mắt, một đạo tinh quang xẹt qua, đúng là khiến hắn không dám đối mặt. Thế nào rồi, có nắm chắc không? Huống Thiên Minh nhìn thành tường tử thành cao dày và quân sĩ Tu La tộc qua lại trên mặt thành tuần tra, nhàn nhạt hỏi. Hồng Quân gật đầu, hít một hơi thật sâu nói: hẳn là không thành vấn đề, đợi các ngươi núp vào trong Hồng Quân giới, ta một mình một người hành động cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hai người đồng thời gật đầu, Hồng Quân xuất ra Hồng Quân giới, trong nháy mắt đem hai người thu nhập vào trong đó, thân ảnh chợt lóe liền nhắm phía tường thành nện vào. Lúc này sắc trời tuy rằng đã có chút hắc ám, nhưng những quân sĩ Tu La tộc đứng ở trên tường thành tuần tra lại không bị ảnh hưởng chút nào. Dù sao bọn chúng đều là người đã trải qua tu luyện,
đối với bọn chúng mà nói, ban ngày hay đêm tối cũng không có khác biệt nhiều lắm. Hồng Quân đem Huống Thiên Minh và Lãnh Nhiễm Phỉ thu nhập vào trong Hồng Quân giới. Thân ảnh đứng tại chỗ đột nhiên càng lúc càng mờ dần, thoáng chốc đã tan vào trong không khí. Còn Huống Thiên Minh và Lãnh Diễm Phỉ lúc này cũng sắc mặt phức tạp, đứng trong hư không. Sương mù mờ ảo của pháp bảo quan sát chung quanh giống như một không gian mới, trong lòng cực kỳ chấn động. Tiểu Quân đúng là lợi hại như vậy, pháp hảo đẳng cấp thiên tôn, quả nhiên không giống như người bình thường. Huống Thiên Minh cảm nhận được thiên địa chung quanh linh khí nồng đặc, sắc mặt phức tạp, lẩm bẩm tự nói trong lòng, nhận thức đối với Hồng Quân càng thêm sâu sắc. Bên trong tử thành, thành chủ phủ hào hoa xa xỉ. Dạ sắc đội trưởng, hoan nghênh người đến, đi đường khổ cực rồi. Hơn 10 nữ tử Tu La tộc khuôn mặt xinh đẹp đang ở trong đại điện múa vũ điệu mê người. Ngồi trên chiếc ghế cao to, một gã nam tử cao gầy, tướng mạo rất xấu xí, cửa lớn, giơ chén rượu trong tay lên, quay nhìn đám người phía dưới cười nói. Mà hơn 10 người phía dưới thân mặc khôi sáp, trên mặt dáng tươi cười, mang theo ánh mắt si mê nhìn các nữ nhân đang múa giữa đại điện, vẻ mặt nóng cháy. Đoàn người này chính là Dạ Xoa và vị lão đại kia cùng đám người của hắn. Chỉ thấy ngoại trừ hai người đều là năm đôi cánh ra, các tên thủ hạ khác ít nhất cũng đạt được 3 đôi cánh. Tuy rằng đội ngũ chỉ có hơn 10 người, nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Lão đại của Dạ Xoa cũng chính là nam tử được nam tử cao gầy gọi là Dạ Sắc đội trưởng, cũng cười đứng dậy, giơ chén rượu to lớn trong tay lên, quay sang nam tử cao gầy nói. Chuyến này đi mấy năm, rốt cục tới được đây, đầu tiên cảm tạ Thượng Phổ Thành đã nhiệt tình tiếp đãi chúng ta. Dứt lời, uống cạn rượu huyết hồng sắc trong chung, bồi bàn ở một bên vội vã rất đầy chung, chỉ nghe hắn nói tiếp. Các huynh đệ trên đường đi phòng bị nghiêm mật, mấy năm nay thực sự khổ cực, mồm miệng cũng lạt lẽo, hôm nay tới đây, vậy là tốt rồi, nên thả lỏng một chút đi, chúng ta không say không nghỉ. Không say không nghỉ. Mọi người cùng hét lớn lên, bầu không khí trong đại điện nhất thời nhiệt liệt hẳn lên, chén chạm mạnh nhau chan chắc, tiếng cười hân hoan, cảnh tượng rất náo nhiệt. Trên từng thành, từng đội quân sĩ nghiêm túc qua lại tuần tra. Dưới bóng đêm trong vòng trăm dặm, vùng đất bằng phẳng ngoài thành, một mảnh tĩnh mịch không có sự sống. Thân ảnh Hồng Quân bỗng xuất hiện tại bên dưới từng thành, lợi dụng lúc quân sĩ hai đội Tu La tộc xen kẽ bước qua, thân ảnh hắn thoáng một cái thuấn di đi vào giữa khe hở, lọt vào từng thành. Quân sĩ Tu La tộc tuần tra đó đi đầu chính là một tên nam tử Tu La tộc ba đôi cánh, cảm nhận được một làn gió thổi qua cổ, cố nén lại cơn rùng mình, nhìn người bên cạnh nói. Dường như có điều gì đó không đúng, ta sao có cảm giác có người lướt qua bên người chúng ta vậy? Nam tử bên cạnh đồng dạng là ba đôi cánh, chỉ nghe hắn tức giận nói. Có cái rắm ấy, mắt của ngươi quáng rồi, từ lâu đã nói với ngươi, không nên lãng phí thời gian trên người những nữ nhân đó. Ngươi xem, nhìn bộ dáng ngươi hiện tại xem, thời gian tu vi 10 năm, một chút cũng không có tiến bộ. Người nọ ngượng ngùng cười, ngoái đầu nhìn một vòng, nghi nghi ngờ ngờ, mới lúng ta lúng túng nói. Lão tử chỉ thích cái khoản này, ngươi cũng không phải không biết mà, quên đi, không nói nữa. Giao ban, ta phải quay về bồi tiếp mỹ nữ rồi. Nói xong, dẫn tiểu đội phía sau rất nhanh rời khỏi từng thành, hướng bên trong thành bước đi. Từ thành về đêm, không ai đi lại trên tường, tựa như tại đây quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Hồng Quân vừa nói chuyện với Lãnh Diễm Phỉ bên trong Hồng Quân giới, vừa dựa theo chỉ dẫn của nàng rất nhanh ẩn mình đi tới phía trước. Chỉ chốc lát đã đi tới một khu nhà cửa ở thành Tây. Đây là địa phương gì vậy? Căn nhà rất lớn, lại có một cái tiểu hồ, ánh sáng ban đêm chiếu rọi xuống, sóng gợn trong veo. Bên bờ tiểu hồ cây cối xanh Hồng Quân vừa quan sát bốn phía cảnh đêm tuyệt vời, giữa ánh sáng mờ ảo lộ ra vẻ tĩnh mịch khác thường, vừa vô cùng kinh ngạc nhìn Lãnh Diễm Phỉ. Trong lòng quả thực kinh ngạc, nữ tử này bị người của tử thành truy sát, vậy mà lại có nơi ở tốt như vậy. Lãnh Diễm Phỉ cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Hồng Quân, sắc mặt thanh khiết xinh đẹp đỏ lên, nhẹ giọng nói. Đây là nơi ở của ta, thường ngày rất là thanh tịnh. Nơi ở của ngươi? Huống Thiên Minh trong lòng cũng là buồn bực đến cực điểm. Nữ tử này ở trong tử thành có được chỗ ở tốt như vậy, thân phận cũng nhất định là không thấp, làm sao lại bị người truy sát tới nỗi thảm hại như vậy? Đúng vậy, là chỗ ở của ta, chính là Thượng Phổ Thành chủ đặc biệt ban thưởng. Lãnh Diễm Phỉ sắc mặt chợt buồn bã nói tiếp. Thực ra trước đây rất lâu ta đã dò hỏi biết được Thượng Phổ đối với ta có điều tính toán, thế nhưng với chúng ta, những người bị Tu La tộc vứt bỏ này hoàn toàn không có chút danh dự nào đáng nói. Có thể có người âm thầm đến giúp đỡ,
tất nhiên là cầu còn không được. Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt Huống Thiên Minh hiện lên một vẻ xem thường, trong lòng càng buồn bã đến cực điểm. Nếu như không phải nhiều năm qua ta từ đầu đến cuối ẩn náu bế quan tu luyện, sợ rằng sớm đã bị thượng phổ đoạt mất cái thanh bạch rồi. Mặc dù là như vậy cũng khó mà trốn tránh sự quấy rầy của hắn. Hồng Quân gật gật đầu, sắc mặt như chợt tỉnh, vỗ vỗ vai Huống Thiên Minh, nhìn Lãnh Diễm Phỉ thoải mái nói: sự việc đã qua rồi cũng không cần phải nhắc đến nữa. Kẻ gây ra bi thương không nói, còn muốn làm cho người hiểu lầm. Trong ánh mắt mang theo thần sắc trêu chọc, lướt nhìn Huống Thiên Minh, hắn uốn mình vặn lưng, khẽ cười nói: hê, nơi này cảnh vật quả nhiên là tuyệt đẹp, cùng với gương mặt xinh đẹp của Diễm Phỉ thật là phù hợp. Xem ra cái tên thượng phổ cũng không phải là nhân vật đơn giản rồi. Huống Thiên Minh mặt nghiêm lạnh, trước sau không nói lời nào. Lãnh Diễm Phỉ thấy Hồng Quân có ý định vì nàng khuyên giải, liền khẽ cười nói: thượng phổ trăm năm qua thường xuyên phái người tặng ta lễ vật, ta trong lúc nhàn rỗi liền gom lại một chỗ, cho nên mới hình thành quang cảnh ngày nay. Được rồi, ta dẫn các ngươi đi nghỉ ngơi trước đã, đợi ngày mai lại tìm hiểu tiếp vậy. Hồng Quân cười nói: đừng vội đừng vội, ở đây tuy rằng ít người đến, nhưng hôm nay ngươi đã là người bị Tử Thành đuổi bắt, sợ rằng cũng không được thanh thản lắm đâu. Ta trước tiên ở đây bố trí một chút, sau đó hãy nghỉ ngơi. Ngươi dẫn Thiên Minh đi nghỉ ngơi trước đi. Huống Thiên Minh thần sắc lạnh lùng, chợt sững lại nhìn Hồng Quân nói: ta ở đây với ngươi. Lãnh Diễm Phỉ ánh mắt buồn bã, miễn cưỡng vừa cười vừa nói: ta cũng ở đây xem từ Hồng Quân đại ca sắp bố trí như thế nào chứ. Hồng Quân khoát tay áo, nhìn Huống Thiên Minh hai người nói: có cái gì hay mà nhìn, đây là bí pháp gia truyền của ta, các ngươi không được ở một bên quấy rầy ta, đều rời khỏi đây đi, mau đi nghỉ ngơi đi. Dứt lời, thấy Huống Thiên Minh vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, không nhịn được nổi giận mắng: ê ê ê, tiểu tử thối, mau cút đi, ở đây ngươi cũng không giúp được gì, để Diễm Phỉ dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một lúc đi, suốt thời gian qua ngươi cũng mệt mỏi rồi. Thấy Hồng Quân kiên quyết như vậy, Huống Thiên Minh trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, đành xoay người miễn cưỡng nhìn gương mặt trong sáng của Lãnh Diễm Phỉ nói: vậy làm phiền Lãnh cô nương rồi. Lãnh Diễm Phỉ lúc này ước gì có thể cùng Huống Thiên Minh đơn độc ở chung với nhau, tất nhiên là sẽ không để cho hắn có ý nghĩ không tốt ở trong lòng, vội vã lắc đầu nói rằng: không phiền không phiền, xin mời Huống đại ca đi theo ta. Huống Thiên Minh gật đầu đi theo sau thân ảnh uyển chuyển dịu dàng của Lãnh Diễm Phỉ, hai mắt nhìn mũi không dám nhìn tới phía trước cái bóng lưng động nhân và cái mông đầy đặn ấy. Thấy hai người rời đi, Hồng Quân lắc đầu cười lẩm bẩm nói: tiểu tử thối này rõ ràng là có ý tứ với cô nương nhà người ta, lại còn ở đó làm bộ làm tịch, đợi gặp được phụ thân lần này nhất định bắt hắn làm tự thuật một phen. Nói xong, quang mang trong tay chợt hiện, chỉ thấy cái ngôi nhà đẹp tuyệt này trong nháy mắt tầng tầng lớp lớp sương mờ phủ kín, xa xa nhìn lại giữa ánh trăng mờ càng hiện ra cảm giác tươi đẹp. Một con quái thú không biết tên đi ngang qua cổng chính, nhìn thấy trong căn nhà lần này cảnh tượng tuyệt đẹp, thân ảnh chợt lóe, lập tức định xông vào, đã thấy Hồng Quân mặt lộ vẻ mỉm cười, trong tay bấm bấm quyết, một đạo quang mang vụt lóe lên, quái thú kia trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi theo làn gió bay đi. Tại thiên giới trước Thủy Dực Thành, nhìn thần thành cao dày, Tần Vũ quay nhìn Tình Nhi và Mục Thiên phía sau cười nói: trong thiên giới lẽ nào từng thành các thành thị đều là cao dày như vậy sao? Đối với những người tu luyện chúng ta, từng thành này cao tới đâu cũng không có tác dụng chút nào. Mục Thiên cười nói: đây là thiên nhân từ rất lâu trước đây đã hình thành tập quán mà thôi. Truyền thuyết kể rằng từ rất lâu thiên địa vừa mới hình thành, trong thiên giới và tu la giới đa số chính là quái thú và yêu thú, còn thiên nhân và tu la nhân thì thuộc về thế yếu, để bảo vệ tộc nhân của mình mới từ từ phát triển lên, mỗi tòa thành đều phải xây dựng tường thành cao to, chính là để ngăn chặn đám yêu thú này. Tần Vũ chợt nói: nguyên lai nơi này vốn là địa bàn của yêu thú, khó trách lúc chúng ta gặp gỡ Cam Vân, thôn làng của bọn họ đang chịu đựng yêu thú tàn sát bừa bãi, xem ra trong thiên giới cũng tuyệt không phải là địa phương yên ổn thái bình. Mục Thiên vừa cười vừa nói: đại nhân lời ấy sai rồi, phải biết rằng khi đương nhiệm đệ nhất đế quân xuất hiện thì đã có thể hoàn toàn giết sạch bọn yêu thú này, chỉ là không biết vì sao các đời đế quân từ trước tới nay đều không có đem đám yêu thú này hoàn toàn quét sạch khỏi thiên giới. Với tu vi của họ, chỉ cần muốn giết sạch chúng nó tất nhiên là đơn giản vô cùng, có lẽ trong đó có điều huyền diệu gì đó. Tần Vũ gật gật đầu, dường như hiểu được điều gì đó, liền nói: thiên đạo đúng là không cho phép đơn giản tiêu diệt một chủng tộc nào đó, cho dù là yêu thú cũng không được.
Xem ra đế quân của thiên nhân các ngươi hiểu được thiên đạo rất là sâu sắc mới có thể có hành động như thế này. Thanh âm thanh thúy của Tình Nhi vang lên. Vũ ca ca, cái gì là thiên đạo? Tần Vũ cười nói, thiên đạo là thứ gì đó hư vô mờ ảo rồi lại thực sự tồn tại, chờ khi Tình Nhi đạt tới cảnh giới 8 đôi cánh tự nhiên có thể chạm đến được rồi. Thấy Tình Nhi vẻ mặt thất vọng, dáng điệu thật khả ái, Tần Vũ nhẹ vuốt đầu cười nói, không nên nản lòng, 8 đôi cánh cũng không phải là quá khó để tu luyện đâu, chờ khi Tình Nhi tiến đến 5 đôi cánh, Vũ ca ca sẽ chỉ dẫn cho Tình Nhi tự đạo tự nhiên, đó đúng là cảnh giới do Vũ ca ca sáng tạo độc đáo ra. Tình Nhi nghe được hai mắt sáng rực, hưng phấn gật gật đầu, vẻ mặt kiên định nói, Tình Nhi nhất định cố gắng tu luyện. Tần Vũ vui mừng thanh thản nhìn nét mặt nghiêm túc của Tình Nhi, ngẩng đầu nhìn Mục Thiên, trên mặt lộ ra vẻ khát khao và hâm mộ, khẽ cười nói, đạo tự nhiên của ta không thích hợp cho ngươi tu luyện, Tình Nhi là bởi vì từ nhỏ đã đi theo ta cùng tu luyện cho nên mới có thể dễ dàng hiểu được công pháp của ta, còn ngươi, ta sẽ vì ngươi tự chỉnh lấy sáng tạo ra một bộ công pháp, công pháp chỉ thích hợp với chính ngươi tu luyện thôi. Mục Thiên mừng rỡ chật quỳ một gối xuống cảm kích nói, đa tạ đại nhân yêu ái. Đối với công pháp của Tần Vũ, Mục Thiên thì đã bội phục tận đáy lòng, điều này không chỉ là bởi vì Tần Vũ giúp hắn chữa trị nguyên hạch, cũng không đơn thuần là vì hiện nay Tần Vũ tuổi còn trẻ như vậy mà đã có công lực cao thâm như thế. Trải qua thời gian dài ở chung với Tần Vũ tới nay, Mục Thiên càng ngày càng phát hiện ra người trẻ tuổi này khiến cho hắn không thể hiểu thấu được. Tuổi còn trẻ có được một thân công lực tuyệt thế, có thể so với cao thủ 6 đôi cánh, nhưng không hề tự cao tự đại, đối với người ngoài nhiệt tình hòa nhã không nói, đối với huynh đệ của mình tín nhiệm không giữ lại chút nào. Hết thảy những điều đó đều khiến Mục Thiên, kẻ tâm cao khí ngạo, cũng phải cúi đầu cái đầu cao ngạo của mình, thành tâm thần phục dưới chân Tần Vũ. Thấy hình dạng Mục Thiên kích động như vậy, Tần Vũ thản nhiên cười, phất tay phát sinh một đạo lực lượng nâng hắn lên, cười mắng, cái lão già nhà ngươi cũng học điều dối trá, đều là người một nhà, sau này không nên hơi một tí đã quỳ xuống rồi. Mục Thiên ngượng ngùng đứng một bên, trong mắt nhưng lộ ra thần sắc xúc động và sùng kính. Ba người tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện, thấm thoát đã tới bên ngoài một cái cửa thành dày rộng. Một đội binh sĩ thiên nhân đang qua lại tuần tra, nhìn thấy hình dáng quái dị của ba người không khỏi rất cảnh giác, phòng thủ chặt chẽ cửa thành. Hai gã tướng lĩnh thiên nhân 4 cánh rất nhanh hướng tới ba người bay tới. Dưới sự trợ giúp của Tần Vũ, Mục Thiên đã có thể hoàn toàn khống chế được lực lượng của 5 cánh hạ giai. 5 đôi cánh phía sau đã có thể ẩn giấu được, chỉ còn lại 4 đôi cánh bên ngoài. Còn Tình Nhi tất nhiên là 3 đôi cánh, tuy rằng phấn hồng sắc dần dần rõ nét, nhưng nếu như không quan sát tỉ mỉ cũng không thể phát hiện sự khác thường của nàng. Trong 3 người, kỳ dị nhất chính là thuộc về Tần Vũ, chỉ có 1 đôi cánh lại cùng với 2 cao thủ nói chuyện, cười đùa trên đường, khiến cho 2 gã tướng lĩnh rất đỗi kinh ngạc, trong lòng cũng cực kỳ cảnh giác. Các ngươi từ đâu tới đây? 2 người tiến lại cách Tần Vũ 3 người khoảng 10 thước liền ngừng lại, nắm chặt vũ khí trong tay. Trong đó một gã tướng lĩnh mặt đen lạnh lùng hỏi. Tần Vũ nháy mắt ra dấu cho Mục Thiên. Mục Thiên hiểu rõ, mặt lộ dáng tươi cười, bước tới 1 bước, đứng trước người Tần Vũ và Tình Nhi, quay sang 2 người khẽ cười nói, chúng ta là thiên nhân từ Tử Dực Thành tới, nghe nói Thủy Dực Thành là tòa thành đẹp nhất trong thiên giới chúng ta, cho nên tới đây lịch lãm một phen. Hai gã tướng lĩnh thật không ngờ Mục Thiên lại khách khí như vậy. 4 đôi cánh sau lưng chứng tỏ cho bọn họ biết rõ tu vi của Mục Thiên cũng không thấp hơn bọn họ. Thấy hắn khách khí như vậy, sắc mặt 2 người có hơi hỏa hoãn lại. Như trước là tên thiên nhân nam tử, dòm thấy đã muốn đánh, mặt đen kia nói, Tử Dực Thành ư? Thấy Mục Thiên gật đầu khẳng định, nam tử mặt đen và nam tử bên cạnh liếc nhìn nhau mới hỏi nói, quy củ khi đi vào Thủy Dực Thành các ngươi đã hiểu rõ chưa? Hiểu rõ, hiểu rõ. Mục Thiên cười hăng hắc, vẻ mặt thành thực nói, vào trong Thủy Dực Thành nghiêm cấm đánh nhau. Nam tử mặt đen ngắm nhìn Tình Nhi cực kỳ xinh đẹp phía sau Mục Thiên, gật đầu nói, các ngươi vào đi thôi. Mục Thiên gật đầu cười chắp tay vái chào, xoay người nhìn Tần Vũ, thấy Tần Vũ không phản đối gì mới dẫn đầu hướng cửa thành đi tới. Đứng lại. Vừa chuẩn bị bước vào cửa thành, phía sau mọi người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu uể oải. Hai gã tướng lĩnh nghe thanh âm lập tức không chút do dự xoay người sang quỳ xuống. Thiếu gia. Tần Vũ vẫn như trước bộ dáng bình thản, nhìn vào Mục Thiên đang ngầm dò hỏi ý kiến của mình, khẽ cười nói, người đi ứng phó đi. Mục Thiên lập tức xoay người lại,
chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt đã tới trước mặt ba người. Dẫn đầu chính là một vị thanh niên nam tử cực kỳ anh tuấn, tuổi còn trẻ. Nếu như không phải Mục Thiên cả ngày quần quanh bên cạnh Tần Vũ, sợ rằng vẻ anh tuấn của gã thanh niên này nhất định sẽ khiến cho hắn hò reo tại chỗ. Nam tử trẻ tuổi phía sau năm đôi cánh không ngừng vẫy động, con ngươi dài nhỏ hẹp lộ ra vẻ có thần, thỉnh thoảng tinh quang lóe lên. Chỉ thấy hắn sững sờ nhìn chằm chằm Tình Nhi bên cạnh Tần Vũ, mắt lộ ra thần sắc tham lam, dịu dàng nói: "Vị muội muội này, các người muốn đi vào Thủy Dực Thành phải không?" Tình Nhi bị hắn nhìn với ánh mắt đó cực kỳ khó chịu, nghe hắn hỏi trong lòng càng không nén lòng được, lạnh lùng hừ một tiếng cũng không thèm trả lời hắn. Mục Thiên thấy thế liền giành trước nói rằng: "Chúng ta đúng là muốn đi vào trong Thủy Dực Thành, không bằng chúng ta..." "Thiếu gia và nàng nói chuyện, ngươi là ai lại dám tới đây chen lời vào?" Không đợi Mục Thiên nói xong, chợt một tiếng quát từ phía sau nam tử trẻ tuổi truyền đến. Chỉ thấy một gã hán tử cao lớn bước tới, chỉ vào mũi Mục Thiên quát to lên. Tần Vũ lưng quay lại, nghe lời nói của người này, sát quang trong mắt đột nhiên phát ra, chỉ là do đưa lưng về phía mọi người, bọn họ cũng không có nhìn thấy. Mục Thiên bỗng nhiên cảm nhận được từ trên người Tần Vũ truyền đến một cỗ khí tức băng lãnh, làm cho tim hắn dồn dập, không khỏi thất kinh, vội vã chặn ngang giữa mấy người, từng muốn mượn cơ hội ngăn cản sát ý của Tần Vũ. Mà nam tử trẻ tuổi kia cùng với bọn thủ hạ của hắn nhìn thấy động tác đột ngột của Mục Thiên, lại đều tưởng hắn muốn tập kích thiếu gia, lập tức đều ào tới trước mặt nam tử trẻ tuổi, rất nhanh bao vây Mục Thiên vào giữa. "Này này này, đồ con gái thối tha, thiếu gia nhà ta nói chuyện với người đấy, người điếc sao?" Cũng chính tên đại hán vừa ngăn cản Mục Thiên lên tiếng, thô bạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tình Nhi đang nhíu chặt, bất giác trong lòng hắn nổi lên đầy kinh ngạc lẫn ái mộ. Thấy nam tử cao lớn muốn đi tới trước mặt Tình Nhi, Mục Thiên nhướng mày, vươn tay phải chặn trước mặt hắn, không vui nói: "Ngươi là thứ gì lại nói như vậy?" Đưa tay một đạo lực lượng đột nhiên phát ra, nhất thời kích cho nam tử cao lớn bốn cánh thượng giai đó liên tục lui về phía sau hơn 10 bước mới ngừng lại được. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt lạnh xuống, phất tay tán phát ra một đạo khí lực, đánh tan luồng khí tức đang bạo hành trên người nam tử cao lớn bốn cánh thượng giai, quay đầu lại chậm rãi nhìn Mục Thiên, trong mắt sát ý chợt lóe, lẳng lặng nói: "Đả thương thủ hạ của ta, ngươi chết chắc rồi." Lời còn chưa dứt, thân ảnh hắn đã tiêu biến, xuất hiện lại tức thì ở tới bên cạnh Mục Thiên. Chỉ thấy hắn nhắm vào Mục Thiên mãnh liệt tung ra một quyền. Hiển nhiên hắn cho rằng dựa vào tu vi năm cánh trung giai để chiến thắng một tên thiên nhân bốn cánh thượng giai dễ như trở bàn tay. Oanh! Một tiếng nổ ầm từ bên tai hai người bùng phát ra, mà ngay cả tường thành vừa dày vừa chắc chắn tựa hồ cũng không thể chịu nổi khí lực của hai người. Đồng thời mặt đất một trận rung động, tường thành cũng có hơi lay động lên. Thân ảnh nam tử trẻ tuổi rất nhanh lui về phía sau, còn Mục Thiên thì hai chân đã lún sâu vào mặt đất, hơi vận khí liền từ mặt đất bay lên. "Ồ, ngươi không phải thiên nhân bốn đôi cánh sao?" Nam tử trẻ tuổi thế nào cũng không có nghĩ tới một thán tử nhìn như bình thường tu vi lại có thể kinh người như vậy. Vừa rồi nếu như hắn không lập tức giảm bớt khí lực trên người, sợ rằng lúc này thân đã bị trọng thương rồi. "Ta lúc nào nói qua ta là thiên nhân bốn đôi cánh đây?" Thấy nam tử trẻ tuổi dáng vẻ đầy kinh ngạc, Mục Thiên khoanh tay đứng, một bộ dáng bình thản thú vị nhìn nam tử trẻ tuổi, dương bộ mặt vô cùng tuấn mỹ trên đó lộ ra thần thái suy nghĩ. Bị Mục Thiên nói như vậy, nam tử trẻ tuổi không khỏi sắc mặt đỏ lên, thẹn thẹn thùng thùng lúng túng nhìn đám thủ hạ chung quanh, lập tức nổi giận mắng: "Một đám phế vật, đều lên cho ta, bắt hắn giết chết cho ta." Theo tiếng hô của nam tử trẻ tuổi, mười mấy hộ vệ sau hắn đều nghe lệnh, trong nháy mắt liền vây quanh ba người Tần Vũ. Mục Thiên đánh mắt đầy vẻ miệt thị, đánh giá bọn hộ vệ, khinh thường nói: "Chỉ bằng mấy người các ngươi mà muốn bắt chúng ta?" Tần Vũ mặt lạnh dần, con mắt sáng người vốn sâu thẳm nay dần bị sát khí che lấp, khí tế tản ra xung quanh làm linh khí bốn phía cũng phải dao động. "Sát!" Hơn 10 người cùng hét lớn, đem tất cả vũ khí hiện có đánh úp về phía ba người bên Tần Vũ. Mục Thiên thấy vậy trong lòng giận dữ, Tần Vũ đã giao cho hắn toàn quyền xử lý chuyện này, vậy mà bọn tép nhép kia không ngờ cũng dám đem vũ khí công kích vào Tần Vũ và Tình Nhi. Không thèm để ý mình đứng bên cạnh, dưới cơn thịnh lộ, sau lưng Mục Thiên lóe sáng, đôi cánh thứ năm lúc này xòe ra. Oanh! Một tiếng nổ vang, chỉ thấy Mục Thiên giống như u linh dưới ánh mặt trời, lúc hiện ở hướng đông, chợt hiện hướng tây, cơ hồ chỉ trong một lần hô hấp đã hiện tại chỗ đứng cũ. Nam tử trẻ tuổi mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn xung quanh ba người bên Tần Vũ. Chỉ thấy 10 tên hộ vệ
vừa xông lên, giờ toàn bộ đều nằm không nhúc nhích trên đất, giống như đã chết vậy. Ngươi đã làm gì bọn họ rồi? Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong mắt nam tử trẻ tuổi hiện lên một tia thận trọng. Mấy trăm năm qua, tại Thủy Dịch Thành, cho tới bây giờ không người nào dám chống đối hắn. Điều này khiến cho hắn hình thành tính tình kiêu ngạo, bá đạo. Nhưng hôm nay đúng là có phần uy kỵ khi chứng kiến Mộc Thiên chỉ một lần ra tay mà khiến chúng hộ vệ trước mắt đều đo đất, không động đậy nổi, khiến trong lòng người nam tử trẻ tuổi vừa giận dữ lại vừa mang theo một chút cảnh giác. Mộc Thiên cười hăng hắc, đoạn miệt thị nói: Tất nhiên là giết chết bọn chúng rồi, dám mạo phạm đại nhân nhà ta, không giết các ngươi thì còn để làm gì? Hai gã tướng lĩnh thành vệ quân ở bên cạnh nam tử trẻ tuổi nghe vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Nam tử mặt đen bước ra, phẫn nộ chỉ vào Mộc Thiên lớn tiếng trách mắng: Lớn mật, dám giết người của Thủy Dực Thành, lá gan các ngươi không nhỏ. Chứng kiến uy thế Mộc Thiên, nam tử mặt đen dù ngoài mặt thì nói những lời tức giận, nhưng lại thủy chung không dám tới gần ba người, chỉ dám đứng bên cạnh nam tử trẻ tuổi mà tức tối nhìn chằm chằm ba người. Vừa nghe được thanh âm rất lớn, toàn bộ thành vệ quân bên trong đều nghe thấy. Lúc này nghe được lời nói của tên mặt đen thì lập tức mở rộng cửa thành. Mấy trăm thiên nhân binh lính rất nhanh từ trong thành bay ra, trong tay cầm các loại binh khí bao vây lấy đám người Tần Vũ. Thanh niên nam tử thấy có binh lính từ trong thành xuất hiện, đảm lực không khỏi tăng lên nhanh chóng, ngón tay chỉ vào Tình Nhi mà phân phó với binh lính: Mau bắt người đàn bà kia lại cho ta, còn hai tên giết chết cho ta. Binh lính ầm ầm hô ứng, binh khí trong tay chỉ trực xông lên, sát khí trong mắt Tần Vũ tỏa ra bừng bừng, đến nỗi ngay cả Mộc Thiên và Tình Nhi bên cạnh cũng cảm nhận được sát ý ngùn ngụt ẩn chứa trong cơ thể hắn. Mộc Thiên dốc hết sức kìm nén lại cơn lạnh lùng dùng mình, chỉ sợ Tần Vũ trong lúc giận dữ giết chết toàn bộ binh lính nơi này. Nếu như vậy, ba người cũng chỉ có thể chấp nhận bỏ đi mà thôi, bởi nếu không, dù là có bản lĩnh thông thiên cũng khó ngăn cản được toàn bộ quân đội vệ thành đánh tới. Tất cả dừng tay cho lão tử! Mộc Thiên đang khổ sở tìm đối sách, bỗng dưng phía sau vang lên một tiếng quát. Chỉ thấy một đạo quang ảnh trong nháy mắt đứng trước mặt ba người Tần Vũ. Tần Vũ đánh giá người vừa tới, mắt lộ ra thần sắc cảnh giác, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xung quanh. Phải chăng các hạ chính là Tần Vũ đại nhân? Người vừa tới thân thể có chút mập mạp, vẻ mặt hồng hào cười rộ lên, làm người ta cảm giác rất thân thiết. Trong mắt mang theo cái nhìn thưởng thức đánh giá Tần Vũ một hồi, đoạn xoay người tát mạnh một phát làm tên nam tử trẻ tuổi kia ngã lăn xuống đất, nổi giận mắng: Lão tử mới vắng mặt có một ngày, còn mẹ nó, ngươi đúng là không phải do ta sinh ra mà, còn không mau hướng Tần Vũ đại nhân mà xin lỗi đi. Tất cả mọi người đều bất ngờ, không nghĩ tới lại phát sinh biến hóa kịch tính như vậy. Kể cả Tần Vũ cũng mơ màng khó hiểu nhìn nam nhân trung niên, không biết tên đó có tính toán gì. Chỉ thấy nam nhân mập mạp mắng xong, tên trẻ tuổi bước nhanh tới trước mặt Mộc Thiên, quay đầu sang Tần Vũ, ngữ khí ôn hòa nói: Tần Vũ đại nhân, thật sự xin lỗi, tiểu nhi đúng là bị mẫu thân hắn quá cưng chiều mà hư hỏng rồi, có chỗ nào đắc tội với đại nhân, mong đại nhân lượng thứ cho. Dứt lời, cẩn thận nhìn qua Tình Nhi, Mi Thanh, Mục Tú, thần sắc vừa có chút kinh ngạc đã lập tức xóa tan. Tần Vũ không nói gì, sắc mặt khôi phục vẻ bình tĩnh, nhưng trên người vẫn mang theo một chút sát khí như trước. Trung niên nam tử không thấy Tần Vũ trả lời, phảng phất như đột nhiên tỉnh ngộ, cười cười tự giới thiệu: À, ta tên là Thủy Dực, chính là thành chủ Thủy Dực Thành, đây là tiểu nhi Lục Phong, đại nhân vừa mới đến Thành Nhật Thành. Thủy Dực Thiên Vương. Mộc Thiên trong lòng chấn động, ánh mắt do dự nhìn về phía Tần Vũ. Lúc này hắn đã không còn có thể quyết định được, hết thảy đều phải xem phản ứng của Tần Vũ. Chỉ nghe Tần Vũ thản nhiên nói: Thì ra ngươi chính là người giống như Tử Dực, cũng được xưng là một trong bát đại thiên vương, là Thủy Dực Thiên Vương đó sao? Tu vi xem ra so với Tử Dực còn mạnh hơn gấp đôi. Thủy Dực cả kinh, mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không hề phản đối nói: Tại hạ đúng là Thủy Dực, Tần Vũ đại nhân tới, thân là thành chủ đương nhiên muốn tự thân chiêu đãi rồi, vẫn còn phải thành Tần Vũ đại nhân không chê trách thiếu sót mới phải. Tần Vũ nhìn nam tử trẻ tuổi cười cười, nụ cười trên mặt tuấn lãng là làm cho người ta cảm giác lãnh khốc vô cùng, nhàn nhạt nói: Tại hạ chẳng qua chỉ là vô danh tiểu tốt, há lại có thể để cho thành chủ tự mình chiêu đãi đây. Chuyện hôm nay coi như bỏ qua, nếu lệnh công tử sau này tái phạm, đừng trách tại hạ hạ thủ vô tình. Nói xong phất tay với Tình Nhi và Mộc Thiên nói: Chúng ta trước tiên cứ vào trong thành đã. Đoạn xoay người đi vào trong thành, binh lính xung quanh định ngăn lại thì bị Thủy Dực trừng mắt một cái, liền rối rít thu hồi binh khí, trơ mắt nhìn ba người nghênh ngang đi vào trong thành.
Phụ thân, tại sao lại buông tha cho bọn họ? Dưới tay con tất chết rồi. Lục Phong thấy ba người Tần Vũ rời đi, không nhịn được tức giận, hướng Thủy Dực to tiếng. Bọn chúng chẳng qua chỉ là bình dân bình thường, sao cha lại hướng bọn chúng mà khách khí như vậy? Bóp. Lại một tiếng bóp giòn giã, khóe miệng Lục Phong chảy ra một dòng máu. Thủy Dực nổi giận mắng: Cút về cho ta, mẹ kiếp, chỉ dở gây chuyện phiền phức cho lão tử. Bọn họ đúng là bình dân thật, nhưng bọn họ cũng được đế quân để ý, nghiêm cấm, không được ngăn cản, thất lễ với người. Lời vừa dứt ra, không chỉ Lục Phong trợn tròn mắt, mà cả những binh lính cùng tướng lĩnh có mặt cũng lác mắt. Là nhân vật được đế quân để mắt ư? Vậy chẳng phải muốn nói rằng lai lịch của ba người này phi thường to lớn hay sao? Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, Thủy Dực phất tay, nhẹ giọng phân phó: Hà Khánh, mang những người này coi chừng cửa thành thật tốt cho ta. Còn nữa, cảnh báo cho các gia tộc trong thành một phen, kẻ nào dám chọc giận vào ba người Tần Vũ, lão tử sẽ lấy mạng kẻ đó. Nam tử mặt đen lớn tiếng đáp: Tuân mệnh thiên vương, tất cả mọi người vào thành. Nói xong, hắn một mình một ngựa tiến trước, cung kính đứng ở lối vào chờ đón Thủy Dực. Lao sao tiếng chân một lúc, tất cả mọi người trong nháy mắt đã nhanh chóng trở lại cương vị của mình. Tất cả đều nghiêm trang sùng kính nhìn Thủy Dực chậm rãi bước vào trong thành. Trong ma thành, dưới ánh trăng, ma thành có một vẻ đẹp mông lung huyền ảo. Ngoài ánh sáng bao phủ, trong thành còn dâng lên một tầng sương mù bao phủ lấy phòng ốc kiến trúc trong thành. Từng cơn gió mát thổi qua, một gương mặt vô cùng xinh đẹp, vô cùng ôn nhu. Đế Tuyết Phong đứng chắp tay sau lưng, đứng ở mặt đông của ma thành, đó là hướng tới trung tâm của Tu La tộc. Đại ca, chúng ta ngày mai sẽ lên đường sao? Đế Thiên Hồn vừa tới bên cạnh vừa nhẹ giọng hỏi. Hiểu rõ thì đi. Đế Tuyết Phong không quay đầu lại, ánh trăng nơi tay như những sợi ngân bạc bao lấy hắn. Cả người lộ ra vẻ cao cao tại thượng thần bí. Đế Thiên Hồn gật đầu hỏi. Tới đây thì nên đối xử với nàng thế nào? Đế Tuyết Phong nhún vai thản nhiên nói. Tất nhiên là phải để nàng ở lại nơi này chờ chúng ta rồi. Sau khi quay lại từ Tu La Thành, ta còn muốn cùng nàng trải qua xuân tiêu đã. Đế Thiên Hồn không nói gì, im lặng nhìn thân ảnh cao ngất của ca ca. Trong lòng không khỏi vô cùng bất đắc dĩ, buồn bực nói. Đến giờ huynh vẫn chưa nói với đệ biết mục đích của chúng ta tới Tu La Giới để làm gì vậy. Từ lúc phụ thân thả huynh tới giờ, ta cũng biết huynh tuyệt đối không phải vì muốn tìm mỹ nữ mà tới đây. Ngày mai sau khi lên đường, người sẽ biết tất cả. Nơi này không phải chỗ nói chuyện đâu. Thanh âm của Đế Tuyết Phong vẫn như trước, cực kỳ bình thản, làm cho Đế Thiên Hồn hận không lập tức đem đầu hắn bổ ra, tra cho đến cùng bí mật. Chỉ là vị thân ca ca trước mắt của hắn cũng chính là một cao thủ có tu vi tuyệt cao, cấp 7 đôi cánh. Dù là ở thiên giới thì cũng chỉ có trừ phụ thân, cũng không có ai có thể dễ dàng chiến thắng hắn. Đế Thiết Phong xoay người lại, thấy vẻ mặt buồn bực, bất cam của Đế Thiên Hồn, không nhịn được cười, thở dài nói. Được rồi, hy vọng là sự thật, đúng như lời phụ thân nói. Chúng ta đi chuyến này nguy hiểm vô cùng. Thiên Hồn, nếu có một ngày chúng ta gặp phải nguy hiểm, người nhất định phải nhớ kỹ, lập tức bỏ chạy. Không cần phải bận tâm đến ca ca, sẽ như thế nào? Ca, tại sao lại nói như vậy? Đế Thiên Hồn trong lòng dâng lên một chút cảm giác không ổn, có chút tức giận nói. Ta sẽ không chạy trốn, Đế Thiên Hồn ta có thể chết trận, có thể bị người ta giết chết, nhưng là không thể chạy trốn, oan đức mà chết đâu. Nhìn Đế Thiên Hồn trên mặt lộ ra thần sắc kiên định, ánh mắt Đế Tuyết Phong trở nên ôn nhu, thân mật xoa đầu hắn, chọc cho Đế Thiên Hồn rất bất mãn quay đầu đi, mới cười cười nói. Khi còn bé, chính ta thường hay xoa đầu ngươi, làm mái tóc vàng óng xinh đẹp của ngươi rối bù lên mới dừng tay lại. Đế Thiên Hồn bĩu môi không nói gì. Lúc này không còn sớm nữa, đi nghỉ sớm thôi. Chúng ta từ mai phải bắt đầu con đường cực khổ, khó khăn cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu như chúng ta có thể thành công trở về, thiên giới chỉ có thể để cho chúng ta mặc sức tung hoành thôi. Đế Tuyết Phong sắc mặt lại khôi phục sự bình thản, bình tĩnh nói. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.